ngày 13 tháng 7, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị vừa phát hiện xác máy bay dù phi công cùng một số vật liệu khác trên phần đất của ông Lê Văn Chăm, ngụ khóm Long Thạnh, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Trước đó, ngày 8 tháng 7, ông Chăm trong quá trình cải tạo hồ tôm để nuôi tôm công nghệ cao thì có dấu vết dầu nổi lên từ lòng hồ. Ông Chăm đã dùng cô bê để cút lên và phát hiện nhiều vật thể kim loại, đồng thời gom và bán cho một người mua phế liệu. Hay tin, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Duyên Hải đã tiến hành cử lực lượng xác minh ban đầu cho thấy các vật thể xác máy bay, dù phi công, một số trang bị có ký hiệu GS Navy, một số ký hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Đoàn khảo sát chưa xác định được kiểu loại, nhưng các chữ in trên vật thể được nhận định là máy bay của Hải quân Mỹ thuộc phi đoàn khu trục 514 trong thời kỳ chiến tranh.